Tiên sinh, trong đó có tài bảo thật sao? Tướng quân yên tâm, Tu La Phong Lộ này, vật trong đó không hề tầm thường. Đi. Kim Tà Ma Ti. Đây là Kim Tà Ma Ti. Đúng. Mọi người cẩn thận đó. Đi. Nào, dạ. Tướng quân, không sao. Trò mèo thôi. Đây là gì? Đuổi theo. Dạ. Không sức cơ. Khâu đạo trưởng, không phải đồ của ngươi, cần gì phải lấy? Ngươi cho rằng ta không biết bí mật trong bản đồ này sao? Nếu như ngươi đã biết, vậy thì khó thoát tội chết. Ngươi
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đẹp không? Nhìn gì mà nhìn, ăn mì của ngươi đi. Chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Nè Thanh Thanh, làm ăn sao rồi? Cô Mập chào buổi sáng nha. Làm ăn cũng tốt lắm. Thấy ta có đẹp không? Cô là đẹp nhất. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp sao? Biến thái chết tiệt. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Chuyện gì vậy chứ? Sao lại như vậy? Cha! Trương Quân Bảo! Cái này... cái gì đây? Sư phụ, sao rồi sư phụ? Đã thành công chưa? Di sư ra tay, tất nhiên là thành công. Một chút. Thất Bảo, sư phụ nói ngươi nghe, cường thân kiện thể không hẳn là phải ăn kim đan. Công phu của di sư cũng rất là lợi hại. Sau khi đại thành, đảm bảo ngươi thiên hạ vô địch thủ. Còn có thể cường thân kiện thể nữa đó. Vậy sao? Ta biết sư phụ là cao thủ có 102 mà. Di sư cũng chỉ vì cứu vớt chúng sinh, cứu thế tế bần. Trương Quân Bảo kia, đã mấy lần rồi hả? Có để người ta sống nữa hay không? Trương Quân Bảo, mấy lần rồi, để người ta sống nữa không? Phải đó, lừa ăn lừa uống thì thôi đi. Bây giờ còn gây ra động đất rung núi, muốn mọi người kê khuyển bất an sao? Phải đó, mọi người đuổi hắn ra ngoài đi. Phải đó, đi đi, đuổi hắn đi đi. Mọi người đừng như vậy mà. Mọi người nghe ta giải thích đi. Ra ngoài cho bọn ta. Giải thích cái gì chứ? Giải thích cái gì? Người đúng là quá đáng ghét. Người ta vốn chỉ là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nhưng mà còn ngươi, ngươi đã hại ta. Ta còn chẳng lấy được chồng. Cái này mà còn trách ta được sao? Thịt ba rọi nhà ai vậy? Người đó. Trương Quân Bảo, ngươi làm gì cô Mập rồi? Ngươi là tên lưu manh, đánh chết hắn đi. Mau mau đánh chết hắn đi. Vào trong dọn đồ, nhanh lên. Nè bà con, đừng có sốt ruột. Mọi người nghe ta nói đi, nghe ta giải thích. Trương Quân Bảo. Nè bà con, các người phải nhìn kỹ động tác này của ta. Tinh túy của bộ quyền pháp này nằm ở... Thanh Thanh, muội tới rồi. Đưa đậu phụ cho ta ăn sao? Phải đó, ta đến đưa đậu phụ cho Quynh ăn đó. Nhà Thất Bảo, Thanh Thanh tới đưa đậu phụ cho chúng ta rồi. Thất Bảo, mau ra đây đi. Thất Bảo, cái tên lưu manh này đúng là đồi bại phong tộc, lộ cả mông ra rồi. Thanh Thanh, nghe giải thích đi mà. Giải thích gì nữa? Hôm nay lão lương nhất định phải về dỗ Quynh đàng hoàng. Đừng chạy. Phải đó, Trương Quân Bảo, đứng lại. Lò luyện nổ rồi.
Kim Đan. Thành rồi. Sư phụ. Sư phụ thành rồi. Sư phụ, bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn đi. Trương Quân Bảo đứng lại. Sư phụ. Trương Quân Bảo đứng lại. Sư phụ. Sư phụ, người đi đâu vậy? Núi Long Môn. Người chờ ta với. Trương Quân Bảo đứng lại chưa? Đứng lại cho ta. Trương Quân Bảo quay lại đây. Trương Quân Bảo đứng lại. Trương Quân Bảo đừng chạy. Đừng chạy mà. Trương Quân Bảo quay lại đây. Ngươi có ngon thì quay lại đây đi. Đừng quay về nữa. Tướng quân, bảo đồ này vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai sót gì. Chúng ta chia ra hai đường phong tỏa núi Long Môn đi. Nhất định phải tìm ra Khâu Sứ Cơ. Dạ. Bộ y phục duy nhất lành lặn. Kim Đan, rõ ràng làm theo công thức, sao lại nổ được chứ? Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, chờ ta với. Đến rồi. Chúng ta tới làm gì vậy? Không biết nhìn sao? Tới núi Long Môn. Núi Long Môn sao? Ta phải lên núi Long Môn xem thử. Đơn thuốc của họ và của ta rốt cuộc có gì khác nhau? Nhưng tại sao chúng ta không đi cửa chính mà lại đi núi sao? Nói nhảm. Đạo sĩ đi cửa chính có thể cho ta mượn độc sao? Mượn độc? Vậy chẳng phải là trộm sao? Không 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 được. Đó không phải là hành vi của anh hùng. Ai nói với người là trộm chứ? Trộm cái gì? Ta chỉ xem một cái. Xem một cái thôi thì vẫn là trộm mà. Người Thất Bảo, di sư làm vậy là vì muốn chữa bệnh cứu người, cứu giúp Lê Dân. Sao có thể nói là trộm được chứ? Chuyện có cảm giác chính nghĩa như vậy, đi mượn y thư đọc một chút, không thể nói là trộm, biết chưa? Ấu trĩ, nông cạn, ngu muội, ngươi biết chưa? Đại sư huynh, tốt nhất là ngoan ngoãn giao Khâu Sứ Cơ ra cho ta. Nếu không, trên giang hồ sẽ không còn Phái Long Môn nữa. Ta khinh. Cẩu tặc. Đừng nói là sư phụ đang không có trên núi. Cho dù bọn ta có biết tung tích cũng không nói cho người đâu. Chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng sao? Sư phụ các ngươi phạm phải tội chết, giao Khâu Sứ Cơ ra đây thì có thể miễn chết. Thề chết không lùi. Nói gì vô ích. Lật tung cả Phái Long Môn cũng phải tìm ra bảo đồ. Sư huynh mau đi thôi. Đại sư huynh. Đại sư huynh làm sao đây? Đại sư huynh, xem ra hôm nay Phái Long Môn khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Sư huynh, ta yểm hộ huynh. Huynh đi đi. Chí Minh. Sư huynh. Chí Minh, mau đem cái này xuống núi tìm sư phụ. Tuyệt đối đừng để rơi vào tay của nguyên tặc. Sư huynh, đi đi.
không biết lượng sức. Nhưng mà sư phụ, ta cảm thấy tổn thất tới phong phạm. Ta không có phong phạm, ngươi có sao? Ta không có, nhưng người có. Nè Thất Bảo, chuyện này, chuyện phong phạm đó, có lúc ngươi phải du di, hiểu chưa? Đứng lại, đứng lại. Đi đi đi, đứng lại mau. Đứng lại. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại. Đừng chạy, đứng lại đi. Sư phụ, không phải đạo sĩ núi Long Môn sao? Đúng đó. Đây, đây. Nè hai người kia, bỏ đạo sĩ kia xuống cho ta. Đây là người các vị quan gia muốn bắt sao? Vậy thì giải thích, thì các người mang đi đi. Người này không liên quan tới ta. Đi đi, đưa đi đi. Đưa đi. Sư phụ, người làm gì vậy? Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Không phải không cứu, quan muốn bắt người sao ta cứu được chứ? Người sợ sao? Ta sợ cái gì chứ? Không lẽ là người sợ? Ta không sợ. Vậy cứu người đi. Nè, đứng lại đó. Hai người vẫn chưa đi sao? Muốn chết hay gì? Ta có nói là muốn đi đâu. Ta cho các ngươi biết hôm nay bọn ta, bọn ta không đi. Xem ra hôm nay không cho các ngươi nhìn thấy quyền pháp vô địch của ta. Các ngươi tưởng Trương Quân bảo ta ăn chay? Phích lịch đó, phích lịch lâu quá đạn. Sư phụ, người thật lợi hại. Không ngờ hạt châu này lại lợi hại như vậy. Mau xem thử đi, nhanh lên. Nè đạo sĩ, đạo sĩ, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, tỉnh lại đi. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tráng sĩ, tráng sĩ, ta thấy hai vị là người nghĩa hiệp. Tại hạ, tại hạ có chuyện muốn nhờ giúp. Được được được, Quỳnh nói đi, nói đi. Quỳnh xuống núi tìm sư phụ của ta, Khâu Sứ Cơ. Khâu Sứ Cơ sao? Nói với ông ấy là môn phái gặp bất trắc. Cái này phái Long Môn. Đạo trưởng, đạo trưởng, Quỳnh còn chưa nói sư phụ của Quỳnh ở đâu mà. Nè đại ca, đại ca, Quỳnh đừng có chết. Quỳnh tỉnh lại đi, đừng có chết mà. Ta ngày 15 tháng 7 ở Lạc Dương, ta trông cậy vào Quỳnh. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng. Chết rồi, chết rồi đó. Đạo trưởng cũng khách sáo quá, chuyển lời thôi mà. Đưa một miếng ngọc bội làm thù lao. Sư phụ, bây giờ phải làm sao đây? Còn tới Long Môn nữa không? Người ngốc sao? Người bị ngốc phải không? Phải Long Môn gặp bất trắc gì đó, người không nghe thì sao chứ? Muốn chết sao? Quay về thu dọn hành lý đi. Thu dọn hành lý. Người thật sự đi tìm Khâu Sứ Cơ đó sao? Người Di sư là người uy tín, giữ lời hứa, lấy tiền của người ta phải làm việc cho người ta. Chuyện này ngươi đi tìm một nơi để chôn hắn đi. Đi mau, quan binh tới rồi. Tránh ra, nhanh lên. Ừ.
Lên. Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi theo ta không sao đâu. Tất cả ngồi yên. Nè bà con, không cần phải sợ đâu. Ta sẽ không lạm sát vô tội. Chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời. Ta nói các người biết Khâu Sứ Cơ đang ở đâu. Khâu Sứ Cơ? Không biết, không biết. Chúng tôi không biết đâu. Không biết. Không phải ngài nói là không lạm sát người vô tội sao? Đương nhiên ta không lạm sát người vô tội rồi. Các người không nói không phải là có tội sao? Làm sao phải làm sao đây? Có nói không? Nói cho ta biết Khâu Sứ Cơ bây giờ đang ở đâu. Thuốc. Dừng tay. Đừng giết người vô tội nữa. Nói vậy cô biết sao? Ta sao? Ta không biết. Vậy là cô muốn chơi ta sao? Xin dừng tay. Dừng tay. Thanh Thanh. Quân Bảo. Thanh Thanh. Tướng quân. Tướng quân. Vì một Khâu Sứ Cơ không cần phải động đao kiếm như vậy đâu. Ta biết hắn ở đâu. Hay giao cho ta đi. Trương Quân Bảo này đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra Khâu Sứ Cơ, sau đó đưa tới đại doanh của tướng quân. Đảm bảo không tốn chút tinh lực của tướng quân. Bảo đảm, bảo đảm. Ngài Thanh Thanh, chúng ta đi. Chúng ta đi đi. Tướng quân về trước đi. Hôm khác ta nhất định sẽ đưa hắn đến quân doanh. Ngài Thanh Thanh đi thôi. Chúng ta đừng quấy rầy tướng quân làm việc. Giải tán, giải tán đi. Tiểu tử, ngươi được đó. Ngươi biết chơi ta rồi sao? Làm sao mà ta dám? Sao ta dám chơi tướng quân? Ta không có. Ngươi dám? Sư phụ, khoan đã. Tiên sinh. Ngươi là Trương Quân Bảo. Phải, ta là Trương Quân Bảo. Ta đồng ý với ngươi. 3 ngày đúng không? 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Người của triều đình làm việc cũng là dứt khoát. Nhưng cô ta phải ở lại đây. Cô ấy ở lại làm gì chứ? Cô ấy là nữ nhân, không thể ở lại đâu. Người hiểu lầm rồi. Không những ta muốn giữ cô ta lại, mà còn muốn giữ tất cả thôn dân ở lại đây. Đừng khách sáo như vậy, không cần đâu. Được rồi, đưa cho ta. Mau. Nè Quân Bảo. Quân Bảo. Thanh Thanh. Quân Bảo. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Quân Bảo. Quân Bảo. Quân Bảo. Quân Bảo cứu ta. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Sư phụ, chúng ta thật sự phải tìm Khâu chân nhân sao? Nói nhảm, đương nhiên rồi. Sư phụ ngầu quá. Không hổ danh là đại anh hùng, thất bảo kính phục. Thất bảo, trong 3 ngày chúng ta phải tìm ra Khâu chân nhân. Vậy Thanh Thanh tỷ phải làm sao? Đầu óc ngươi uống nước phải không? Khâu đạo trưởng võ công cái thế, tìm được ông ta còn lo không cứu được người sao? Đi, chờ ta với. Tiên sinh, có phát hiện gì trên đó không? Thứ được ghi chép trong bản đồ không phải thứ tầm thường. Chỉ cần vật này xuất hiện, chắc chắn có thể xoay chuyển càn khôn. Vật này có tác dụng đến thế sao? Nè, đáng tiếc chúng ta vẫn chưa tìm ra được Khâu Sứ Cơ. Tướng quân đừng vội. Không phải chúng ta còn Trương Quân Bảo sao? Tiên sinh cho rằng cái tên đó có thể tìm ra Khâu Sứ Cơ sao? Cái gì?
Trương Quân Bảo. Nói như vậy, chỉ có hắn mới có khả năng biết tung tích Khâu Sĩ Cơ. Hóa ra là như vậy. Tiên sinh tính toán tài tình. Tướng quân yên tâm là được rồi. Ngon quá. Không tệ, cho ta thêm cái nữa đi. Được. Sư phụ đi thôi, đừng có nhìn nữa. Mau đi đi. Mau đi, mau đi. Nói là ba ngày, hai ngày rồi còn chưa thấy bóng dáng của Khâu chân nhân ở đâu hết. Nói nhảm. Tìm được bóng dáng chẳng phải tìm thấy Khâu chân nhân sao? Nhưng chúng ta sắp chết đói tới nơi rồi. Chúng ta ở đây như ăn mày gì đó. Như vậy không phải là cách đâu. Ta giống ăn mày lắm sao? Nhìn đi, ta đẹp trai như vậy. Ngươi có thấy ăn mày nào đẹp trai như ta không? Không giống sao? Giống sao? Không giống sao? Làm gì giống chứ? Rốt cuộc ta giống chỗ nào? Được rồi, ăn mày lớn ăn mày nhỏ, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Lấy tiền đi mua đồ ăn đi. Ý bà là sao? Ý bà là gì? Bà quay lại đây. Ta không phải ăn mày đâu. Đưa tiền cho ta làm gì chứ? Quay lại đây. Sư phụ, sư phụ, sao ông cướp tiền của ta? Ta có tiền rồi. Tiền của ta? Tiền của ngươi cái gì? Của ta, tiền của ta. Ta phải ăn món ngon. Đi 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 đi. Tiền của ta, trả lại đây. Tiền của ta. Sư phụ, ăn mày thúi, sao ông giành tiền của ta? Ông trả lại cho ta. Nghe Thất Bảo, đi. Của ta, cái này của ta. Của ta đó. Nè Thất Bảo, ăn đi. Thất Bảo ăn đi. Của ta, đừng có giành mà. Của ta. Nè Thất Bảo, ăn tiếp đi. Ba chị ăn có ngon không? Ngon, ngon vô cùng. Cảm ơn ông chủ. Nè ông chủ, đồ ăn của Thiên Lang Các các người quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ các chị. Làm nghề của chúng tôi là phải để mỗi khách hàng ăn cho thật đã. Nếu mọi người đã ăn uống no say, vậy cho hỏi ai sẽ là người tính tiền vậy hả? Ta có tiền. Ta có tiền. Ba người các người là đang đùa ta sao? Ai đùa ngươi đâu? Đó không phải là tiền sao? Phải. Tiền đồng thì cũng là tiền. Nhưng bạn thức ăn này của ba chị 50 lượng mới đủ đó. Năm mươi lượng là bao nhiêu? Ta nhìn ra rồi, ba người không biết Thiên Lang Các của chúng ta là nơi nào phải không? Là nơi để ăn cơm. Nơi để ăn cơm thôi sao? Chỗ của ta không phải chỗ để ăn quỵt đâu. Người đâu?
Ba vị đại gia này muốn ăn quỵt, chiêu đãi bọn họ đi. Ông chủ, chờ đã, chờ đã. Chờ một chút, mời qua nói chuyện. Này ông chủ, chút chuyện nhỏ này cần gì dùng vũ lực chứ? Chỉ là tiền thôi mà. Ông xem. Nhìn đi, là hạt vàng đó. Đủ không? Đủ. Còn lại coi như là tiền bo. Cảm ơn. Đi thông thả. Hạt vàng đó. Thôi chết rồi. Thất bảo, chạy nhanh. Sư phụ, chờ ta với. Các ngươi còn đứng ra đó làm gì? Chờ ta vẽ chân dung cho các ngươi sao? Đuổi theo cho ta, bắt lấy chúng, giết chúng cho ta. Đứng lại, đừng chạy. Đám ăn quỵt, đứng lại. Đứng lại nhanh lên. Sư phụ. Ăn chỉ biết ăn thôi. Không có tiền thì ông ăn làm gì? Sư phụ, người nói với ông ta cũng vô dụng thôi. Ông ta là một kẻ điên đó. Ngươi điên thì có. Ông không có nhiều tiền thì gọi nhiều món như vậy làm gì? Còn gọi món mắt nữa chứ. Ông không có tiền, mau trả tiền cho ta đi, nhanh lên. Không có tiền, trả tiền đây. Không có, trả tiền nhanh lên. Được rồi, để ta đưa. Đây. Cái này là gì chứ? Thứ này có đáng tiền đâu, thứ vô dụng mà. Nhanh lên, trả tiền đây. Làm cái gì vậy? Trả tiền. Làm cái gì vậy? Không có. Sư phụ, ông ta không có tiền. Mặc kệ đi. Cái này là quái quỷ gì đây? Trả lại cho ta. Nè Thất Bảo, Long Môn trưởng giáo. Long Môn trưởng giáo sao? Ông ta chính là Long Môn trưởng giáo Khâu Sức Cơ. Ông chính là Khâu Sức Cơ. Cái gì? Gà gì? Có ăn được không? Ông là Khâu Sức Cơ. Ông chính là Khâu Sức Cơ sao? Nhanh, mau cùng ta về cứu người đi, nhanh lên. Ông có đi hay không? Ta muốn ăn gà. Không đi ta đánh ông đó. Đi không? Sư phụ, Thất Bảo có một câu không biết có nên nói hay không, mau nói đi. Theo ta phán đoán, ông ta chính là một kẻ ngốc. Ngươi mới là kẻ ngốc đó. Ta muốn ăn gà. Ông ta là kẻ ngốc sao? Ngươi xem ông ta có giả bộ không? Không giống giả bộ. Trái lại giống bị bệnh hơn đó. Bệnh sao? Phải. Sư phụ không phải biết chữa bệnh sao? Chữa bệnh? Ta biết chữa bệnh. Phải rồi, ta biết chữa bệnh. Để ta chữa cho ông. Ngươi làm gì vậy? Khâu chân nhân, Khâu trưởng giáo, ta chữa bệnh cho ông. Vậy ta có thể ăn gà không? Ăn. Ăn bao nhiêu con cũng được. Điên rồi. Thật chứ? Vô cùng chính xác. Không ngờ Trương Quân Bảo thật sự tìm ra Khâu Sức Cơ. Tiên sinh, ngày thế tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Người ta nói đêm dài lắm mộng, xem ra chúng ta cần phải ra tay sớm, giành lấy bảo đồ. Có lý. Người đâu?
Tàn bảo đồ. Thất bảo, lấy bộ quyền pháp của di sư, ngươi đừng thấy nó ôn hòa chậm rãi, nhưng chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó sẽ đạt tới cảnh giới bốn lạng đẩy ngàn cân. Sư phụ, vậy giờ ngươi đến cảnh giới đó chưa? Nói nhảm. Nếu di sư không đạt đến, có thể dạy ngươi sao? Sư phụ, vậy ngươi có thể biểu diễn cho ta xem không? Về chuyện này, chiêu này của di sư quy lực quá lớn, cho nên không thể tùy tiện thể hiện đâu. Trừ phi là lúc gặp nguy hiểm. Sư phụ, tới khúc nguy hiểm rồi kìa. Di sư nhìn thấy rồi. Trung quân bảo, mau giao khâu sức cơ và tàng bảo đồ ra đây. Sư phụ, ta nghĩ tới lúc người thể hiện rồi đó. Mấy nhân vật nhỏ này cũng cần sư phụ ra tay sao? Ngươi lên là được rồi. Ta được sao? Ta nói ngươi được là được. Vừa rồi ta dạy ngươi rồi đó. Nhanh lên đi, tin tưởng bản thân. Được rồi. Thất bảo, sao ngươi ngốc vậy chứ? Sư phụ, thất bảo, không sao chứ? Đau lắm. Trung quân bảo, ta khuyên ngươi giao khâu sứ cơ và tàng bảo đồ ra đây. Tàng bảo đồ cái gì? Ta không có tàng bảo đồ gì đâu. Gà bay. Sư phụ, là gà bay. Ngầu quá. Khâu chân nhân, ngầu thiệt đó. Khâu chân nhân đúng là vô địch. Khâu chân nhân. Sư phụ, Khâu chân nhân, sư phụ. Thất bảo, cứ đừng cử động. Đừng cử động. Bình tĩnh, tuyệt đối đừng cử động. Đừng làm hắn bị thương đó. Khâu chân nhân, mau nghĩ cách đi. Khâu chân nhân, ông đừng để họ bắt thất bảo đi nha. Thất bảo. Thất bảo. Thất bảo đừng cử động. Sư phụ, Khâu sứ cơ, nếu muốn cứu người thì lấy tàng bảo đồ ra đổi. Sư phụ cứu ta. Thất bảo, cứu ta. Thất bảo, ta nhất định sẽ đưa Khâu chân nhân đi cứu ngươi. Thất bảo. Thật không ngờ quân Nguyên chỉ muốn tìm ta mà lại tàn nhẫn giết hại đệ tử của Long Môn phái. Chân nhân, rốt cuộc trong bản đồ này giấu cái gì chứ mà khiến cho quân Nguyên tốn công tốn sức? Chân nhân, ta còn phải mau chóng về cứu Thất Bảo và Thanh Thanh. Nào quân Bảo, e rằng ngươi không biết sự lợi hại của tấm bản đồ đó đâu. Bần đạo chỉ có thể nói với ngươi, thứ trong bản đồ đó ghi chép tuyệt đối là không thể mở ra được. Một khi hiện thế thì cả võ lâm chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Cái gì? Chết rồi. Hình như bức bản đồ đó trên người của Thất Bảo. Chuyện này, Thất Bảo bị bắt đi rồi, phải làm sao đây? Chuyện này, đừng sốt ruột. Hiện giờ bản đồ này, cho dù nguyên bản rơi vào tay của họ, chắc chắn nhất thời họ cũng sẽ không thể làm gì đâu. Tại sao? Bởi vì thứ trong bản đồ ghi chép không phải vật tầm thường. Trên đời này chỉ có một người có thể phá giải được thôi. Là ai? Quả Long chân nhân. Quả Long chân nhân. Sao?
Không lẽ là ngươi biết Quả Long chân nhân? Ba năm trước, ta từng có duyên gặp gỡ Quả Long chân nhân. Quả Long chân nhân dân du khắp nơi. Thật không ngờ ngươi và hắn lại có duyên như vậy. Thật không dám giấu, Quả Long chân nhân từng truyền thụ cho tại hạ vài thuật luyện đan và quyền pháp công phu. Tốt, quá tốt. Nếu ngươi có công lực như vậy, chi bằng ta cho ngươi thêm một chút nội lực. Dù sao ngươi có chút công phu này, học thêm nữa sẽ dễ như trở bàn tay. Bần đạo bây giờ truyền cho ngươi chút nội lực, tối nay cùng ta tới đại doanh cứu người. Đi mòn gót giày tìm không thấy, có được lại chẳng mất công sức. Không ngờ bản đồ trở về tay chúng ta dễ dàng như vậy. Tướng quân, hiện giờ không cần vui mừng quá sớm. Cơ mật trong bản đồ này thực sự khó phá giải. Cái gì? Không thể phá giải bản đồ? Vì nỗ lực của chúng ta trước đó uổng phí hết rồi sao? Tướng quân chớ nóng vội. Theo thuộc hạ thấy, chuyện này có thể dùng trí. Vậy thì theo cao kiến của tiên sinh, thuộc hạ có một kế. Nói ra đi. Thuộc hạ cho rằng được. Vậy thì trông cậy vào tiên sinh. Các người đừng động vào ta. Thành thật vào đi. Thanh Thanh tỷ, Thất Bảo, tỷ không sao chứ? Thanh Thanh tỷ, trói cho chặt vào. Bọn họ có làm gì đó với tỷ không? Cái gì chứ? Chính là cái đó đó. Ta không sao. Nghĩ cái gì không biết? Sao ngươi lại bị nhốt vào đây? Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta không sao, tỷ yên tâm đi. Chúng ta một lời khó nói hết. Quân Bảo, chia ra hành động đi. Ngươi đi cứu người, ta đi tìm bản đồ. Lát nữa họp mặt ở đây. Được. Cuối cùng ta cũng phá giải được rồi. Có cái này, thiên hạ chắc chắn sẽ là của ta. Ai? Thanh Thanh, sư phụ, Thanh Thanh, Quân Bảo, bọn họ có làm gì muội không? Đầu óc quân nghĩ gì vậy? Mau cởi trói cho ta nhanh lên. Phải. Mau, đi thôi. Này sư phụ, vẫn còn ta nữa mà. Cởi trói cho ta đi. Ta quên. Còn Thất Bảo nữa. Đi nhanh. Đi. Ngươi tưởng ngươi lấy được bản đồ đã có thể chạy thoát sao? Ngươi tưởng quân doanh của ngươi nhốt được ta sao? Khâu đạo trưởng, Khâu đạo trưởng, sao các người lại đến đây? Tôi chết rồi, trúng kế rồi. Bây giờ mới biết trúng kế sao? Trễ rồi. Ngày hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót trở ra. Ngươi là kẻ bỉ ổi, tên cặn bã lừa đảo, sao không làm đúng kịch bản đi? Các ngươi nói rất hay. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Quân Bảo, đều tại ta. Quân đừng lo cho ta, quân đi đi. Thanh Thanh, sao ta có thể bỏ mặc muội chứ? Ta là anh hùng cứu trước thế gian, ta không thể nào bỏ rơi muội. Quân Bảo, xem ra hôm nay chúng ta không an toàn rút lui được rồi. Ta yểm hộ các ngươi.
Các ngươi xông ra ngoài cho ta. Cầm lấy. Sau khi ra ngoài, mau chóng quỷ nó cho ta. Quỷ nó sao? Quỷ nó đi. Không chừa một ai. Giết. Quân Bảo, Quân Bảo, đi mau. Sư phụ, đi nhanh lên. Mau đi, mau đi. Không chạy nữa đâu, không chạy nữa. Sư phụ, phía sau chúng ta không còn ai đuổi theo. Không được. Thất Bảo, vẫn phải đi. Nhanh đi. Lỡ như đuổi tới thì phải làm sao? Nhanh lên Thất Bảo. Sư phụ, sao vẫn ở đây? Ta từng thấy cái cây này rồi. Sao đi tới đi lui vẫn ở chỗ này chứ? Sư phụ, sư phụ, đừng nói là quỷ đã tường nha. Cái gì? Quân Bảo, quỷ đã tường cái gì chứ? Ngươi đã tường thì có. Ngươi uống thuốc giả nhiều quá rồi đúng không? Chắc là vậy đó. Như vậy đi, ta thấy ở bên đó, chúng ta qua đó thử đi. Đi theo ta, không sao đâu. Đi đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt bọn ta? Thả bọn ta ra. Các ngươi là ai? Sao bắt bọn ta chứ? Rốt cuộc là ai vậy? Hỏi bọn ta là ai? Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đó. Nói, tại sao xông vào thôn Phục Hy của bọn ta? Thôn gì? Thôn Phục Hy. Thôn Phục Hy, chưa bao giờ nghe. Chưa từng nghe nói sao? Nói đi. Có phải chàng tế bộ lạc qua đặc nhĩ phái tới hay không? Bộ lạc gì? Bộ lạc cắt lỗ tai sao? Chưa từng nghe qua. Cắt lỗ tai gì chứ? Đừng cắt lỗ tai tôi. Xem ra là không nói thật rồi. Ta phải cho các ngươi biết mặt trước. Người đâu? Quân Bảo, quân mau cứu bọn ta đi. Nếu hiệp nghe giải thích đi. Ba người bọn ta xông vào thôn Phục Hy, chúng ta không hề cố ý đâu, là hiểu lầm thôi. Không hề cố ý. Không phải cố ý sao? Thiệt tình, chuyện này nói ra thật sự rất dài dòng đó. Ngày hôm đó, quá trình của sự việc đại khái là như vậy đó. Không biết là nữ hiệp tin hay không tin. Có quỷ mới tin. Quá ra là vậy sao? Không ngờ ba vị cũng là nhân sĩ chính nghĩa. Tại hạ thực sự khâm phục đó. Không đáng nhắc tới. Xin đừng quá lời. Ta quên mất. Mau cởi trói cho ba vị nghĩa sĩ đi.
Nhẹ nhàng thôi, nhẹ tay một chút. Đắc tội nhiều rồi, đắc tội nhiều rồi. Không sao không sao. Báo, báo cáo trại chủ, bộ lạc Qua Đặc Nhĩ đột nhiên tấn công. Cái gì? Đi mau. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Chạy đi. Bỏ chạy rồi kìa. Bắt lại, bắt chúng lại. Được rồi, đừng chen lấn, đừng chen lấn. Giết bọn chúng đi. Đừng chen lấn mà. Giết! Chuyện gì vậy? Thiếu hiệp, sao Quỳnh lại ở đây? Không ngờ lúc nguy nan Quỳnh lại ra tay nghĩa hiệp, thật sự khiến người ta khâm phục đó. Đúng đúng đúng, bọn ta đi ngang qua nơi này thôi, giúp một tay là chuyện đương nhiên. Đa tạ, không cần đâu. Trại chủ, tình hình phía trước sao rồi? Đối phương thực sự quá lợi hại, chúng ta tử thương trầm trọng. Trại chủ, chúng ta thương vong trầm trọng, nếu thực sự không được thì rút về trại, dùng khối mê bảo vệ bản thân. Giết! Không kịp nữa rồi. Trại chủ, bây giờ cô ra đó cũng vô dụng thôi. Sư phụ, người mau nghĩ cách đi. Quân Bảo, mau nghĩ cách đi. Được, để ta nghĩ cách. Mau lên. Ta cho ngươi nè. Có tác dụng rồi. Nhận lấy đi. Chạy đi, chạy đi. Có tác dụng rồi, có tác dụng rồi. Về rồi. Thiếu hiệp thực sự quá lợi hại, thực sự khiến người ta khâm phục. Anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng, anh hùng. Lần này Quân giúp bọn ta làm chuyện lớn, sau này Quân có chuyện gì cứ nói, chỉ cần bọn ta có thể làm được, chắc chắn sẽ giúp Quân. Đừng có uống nhiều rượu, chúng ta còn việc quan trọng đó. Việc quan trọng, nói ra đi, xem thử ta có giúp được không. Đoán chừng cô cũng không giúp được đâu. Cứ nói ra đi, nghe xem. Khâu Sứ Cơ chân nhân, ông ấy liều mạng cứu bọn ta ra khỏi tay của Quân Nguyên. Ông ấy có dặn dò ta nhất định phải phá hủy tàn bảo này. Nhưng mà cái này, phù hiệu ở trên bản đồ này, Ta căn bản nhìn không có hiểu. Cái này và cái này nữa cũng không biết. Phục Hy Bát Quái. Quân Bảo, Quân có nhớ khu rừng đó không? Khu rừng? Chỗ kia đó chính là khu rừng đi hoài không ra được phải không? Đúng. Sở dĩ các người không thể đi ra là vì vị trí của khu rừng này tuân theo trình tự của bát quái. Khâu chân nhân nói rồi, phù hiệu trên bản đồ, trên đời này chỉ có Quả Long chân nhân mới phá giải được thôi. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc là không tìm ra. Đáng tiếc gia sư Chân Du Tứ Hải, muốn tìm thấy ông ấy không phải là chuyện dễ đâu. Phải đó, ta cũng đang phiền về chuyện này đây. Gia sư đó. Gia sư tuyệt diệu, đúng là quá tuyệt diệu. Thiên can địa chi trên bản đồ này ẩn chứa vị trí các vì sao trên trời, giống như là chỉ một nơi nào đó. Cũng có nghĩa là trong bản đồ này ghi chép vị trí của thứ kia. Có thể hỏi kỹ lại không? Cái này phải suy đoán kỹ càng mới được. Nhanh nhất là mấy ngày? Nhanh nhất là ba ngày. Ba ngày sao? Đúng. Đa tạ nha. Đa tạ Mạc Yên cô nương.
Đa tạ Mặc Yên cô nương, trăm sự nhờ cô đó. Mặc Yên cô nương, cô sao vậy? Ta không sao. Được rồi, không sao thì tốt. Đúng. Đa tạ Mặc Yên cô nương. Tay. Phải rồi. Chân. Đúng rồi. Cổ tay thả lỏng một chút. Đúng rồi đó. Lần nữa đi. Cái gì mà cứng ngắc vậy? Phải rồi. Cổ tay thả lỏng một chút. Mặc Yên cô nương, sao cô tới đây? Ta tới đưa bữa sáng cho Quân Bảo. Sao vậy? Đừng quấy rầy sư phụ của ta luyện công với sư nương tương lai. Thanh Thanh, ta nói muội nghe, bộ quyền này của ta luyện công chỉ nói không luyện thì có tác dụng gì? Cầm lấy. Thưa Quân Bảo, sớm như vậy sao? Mặc Yên cô nương, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mới sáng sớm ra, các người đang luyện gì vậy? Bộ quyền pháp này của ta rất lợi hại đó. Sau khi luyện thành công, bảo đảm cô vô địch thiên hạ, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nào nào, cùng học đi. Cái này mà cũng gọi là công phu sao? Ta cho Quỳnh biết công phu thực sự đây. Thanh Thanh. Mặc Yên cô nương, cô... Thanh Thanh cô nương, lúc bọn ta đang luyện công, cô làm ơn tránh xa ra đi. Mặc Yên cô nương. Sư phụ. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Không phải nói luyện võ sao? Cô lợi hại nhất, cô thắng rồi. Ta không đánh nữa, không đánh nữa. Luyện tiếp đi. Không luyện nữa sao? Không luyện, không luyện. Quân Bảo, Quân Bảo. Có rồi. Quân Bảo, quân xem đi. Vị trí hiển thị trên bản đồ này chính là hang ngàn Phật ở núi Long Môn. Được, ta đi ngay đây. Lần này trở về vô cùng nguy hiểm, nhất định phải bám sát ta đó. Được rồi, lo cho bản thân quân đi. Chỉ cần có sư phụ ta ở đây, chắc chắn chúng ta không sao. Tướng quân, họ hành động rồi. Không ngờ chỗ này lại nhiều tượng Phật như vậy. Phải đó. Cầm lấy. Cái này trên bản đồ này chỉ chỗ nào ta? Đây, đưa cho ta đi. Nhất tướng công thành thập lý ai, bách lý phong yên giáng liên đài. Thiên Phật bì khắp vạn pháp tụng, bất kiến thiên hà độ Như Lai. Như Lai. Đi theo. Dạ. Nè, muội đi đâu vậy?
Thanh Thanh tỷ, tỷ phát hiện cái gì rồi sao? Các người không cảm thấy bức tượng này có gì kỳ lạ sao? Hoa văn ở giữa hình như ta gặp ở đâu rồi. Huynh từng gặp rồi, phải? Ở đâu? Chính là trước khi tiểu đạo sĩ của núi Long Môn chết có đưa ta một miếng ngọc bội. Ta biết ngọc bội, mau lấy ra đi, nhanh lên, ở đâu? Phải rồi. Chắc chắn là lối này. Trại chủ, vào đi. Trại chủ, lúc ta thu dọn phòng ốc phát hiện cái này. Chết rồi. Thanh Thanh, đừng có động vào, lỡ như có nguy hiểm thì sao? Nè Thất Bảo, ta đoán đây là thứ Khâu Chân Nhân muốn chúng ta hủy bỏ. Cái này cũng có chỗ nào đặc biệt sao? Mặc kệ đi, đốt cái này trước, sau đó đem cái đó, còn cái này nữa, đốt hết đi. Dạ được, Thanh Thanh, muội lưu về sau một chút đi. Nào. Sư phụ. Thất bảo. Sư phụ, mau đi, có chuyện gì vậy? Nhanh lên. Thanh Thanh tỷ, tỷ tiên sinh vất vả rồi. Không sao. Sư phụ, Thanh Thanh tỷ là quân sư. Thất Bảo, các người cũng không nghĩ xem sao có thể dễ dàng để các người lấy bảo đồ đi được và còn cứu tinh dễ dàng như vậy. Bản đồ bọn ta không thể phá giải, các người có thể phá giải, chúng ta cần gì phí sức nữa chứ? Thanh Thanh ở đâu? Các người đã làm gì cô ấy? Cô ấy vẫn còn sống, nhưng mà có lẽ các người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cô ta. Giết, giết đi. Sư phụ cẩn thận. Thất Bảo, mau đi đi. Thất Bảo, nhanh đi. Sư phụ. Sư phụ, người mau đi. Thất Bảo. Ugh!
Thất bảo. Thất bảo. Sư phụ. Thất bảo. Thất bảo. Quân bảo. Quân bảo. Đây là bảo tàng có thể xoay chuyển thiên hạ. Không sai. Đây là vũ khí hung mạnh nhất trên thiên hạ này. Chẳng qua là vẫn còn thiếu một bước sau cùng. Còn thiếu một bước. Thiếu cái gì? Vẫn còn thiếu một cơ thể khỏe mạnh. Đây là bí thuật con rối của Liễu Sinh gia chúng ta. Ta mai phục nhiều năm rồi, chính là để lợi dụng sức mạnh của các ngươi, tìm kiếm hung binh mặt thế, chuẩn bị cho việc giúp bọn ta xâm lược Trung Nguyên. Ngươi thật tàn độc. Hi.
Người đâu? Đại nhân, gửi lời khiêu chiến tới các môn phái lớn ở Võ Lâm Trung Nguyên. Các trưởng môn môn phái không chịu làm việc cho ta. Giết! Sư phụ, hắn sao rồi? Toàn thân gãy xương, kinh mạch thì bị đứt hết. Có thể chống đỡ tới bây giờ thì có thể nói là kỳ tích rồi. Nói như vậy, Quân Bảo có thể được cứu không? Không chắc. Phải xem tạo hóa của bản thân hắn thôi. May mà hắn đã luyện thành công cửu chuyển kim đan. 3 ngày sau, nếu như hắn có thể tỉnh lại, vậy thì không sao nữa. Còn nếu như hắn không tỉnh lại được, vậy thì sao? Thì vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại được. Sư phụ, không ổn rồi. Có chuyện gì mà quảng hốt như vậy chứ? Quân Nguyên đã gửi thư khiêu chiến tới các đại môn phái ở Võ Lâm Trung Nguyên. Các đại môn phái Võ Lâm bị tàn sát thê thảm. Cái gì? Bọn chúng dám công khai đối đầu với cả Võ Lâm luôn sao? Các đại môn phái đã lần lượt sụp đổ. Phải làm sao đi? Tình thế của thiên hạ là thời hay là mệnh? Tất cả đều có số phận. Đồ Nhi khẩn cầu sư phụ xuất sơn quá giải chuyện này. Yên Nhi, sư phụ đã là người thế ngoại rồi, không hỏi tới chuyện giang hồ. Giang hồ sẽ có người đứng ra để hóa giải kiếp nạn này. Nhưng mà sư phụ không chịu xuất sơn thì ai có thể hóa giải được chuyện này chứ? Tất cả đều có số phận. Liễu Sinh Bách Huệ, thật không ngờ ngươi lại là người Đông Doanh. Khí số Đại Nguyên Triều đã tận rồi, giờ ta mượn tay kẻ khác thu phục Võ Lâm Trung Nguyên. Tới lúc đó chính là ngày thiên hoàng của bọn ta giáng lâm. Ta khinh ngươi ăn nói ngông cuồng. Ngươi cho rằng dựa vào một món binh khí có thể chinh phục được Võ Lâm sao? Ngươi cho rằng thuật con rối chỉ là một món binh khí thôi sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, không ngờ ngươi gặp kiếp nạn không chết, lại thay cha đổi thịt như vậy. Còn đã thông nhâm đốc nhị mạch, vì quả mà được phúc, đúng là tạo quá. Tốt quá rồi Quân Bảo, thật sự quá tốt. Quân Bảo ngày xưa đã chết rồi. Hiện giờ có một số việc phải đi giải quyết. Con nhìn đi, ta đã nói sao? Ta nói là sẽ có người tới hóa giải chuyện này. Quả nhiên là như vậy. Nếu đã như vậy, Bần đạo ban cho ngươi một cái tên mới. Xin chân nhân chỉ giáo. Sở dĩ ngươi trùng sinh, được tạo hóa của thiên địa càn khôn, chi bằng Trương Tạo Hóa. Sao? Sư phụ, Trương Tạo Hóa này khó nghe quá. Chỉ bằng gọi là Trương Càn Khôn. Được rồi, sư phụ đùa với ngươi thôi. Tam là càn,
Trung đoạn làm khung chính là phong, gọi là Trương Tam Phong. Cái tên này chỉ là một phù hiệu. Tam Phong. Được, vậy thì Tam Phong. Đa tạ chân nhân. Quân Bảo, quân đưa ta theo đi. Mạc Yên cô nương, chuyến đi này nguy hiểm lắm. Ta đi một mình là được. Nhưng thêm một người, thêm một trợ thủ. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Chờ ta. Quân Bảo, quân nhất định phải sống sót trở về đó. Nên đến rồi sẽ đến. Nên đi, sau cùng cũng sẽ đi. Sư phụ quả nhiên là người đa cảm. Nói bậy. Còn biết cái gì chứ? Chỉ là một bộ đồ tốt vì tiểu tử kia mặc đi rồi. Đi thôi. Sơn vế chén quả kỳ vế thiên, trung đoạn hoa khun ý niệm gian, thiên địa xoắn chuyển sinh bù xi, miên miên bù duệ lũ đa chuan. Tam Phong à, ngươi nhớ cho kỹ. Vật cực tắc biến, biến tắc quá. Cho nên nguồn cội của biến quá chính là thái cực. Ngươi tu hành quyền pháp nhiều năm, hiện giờ có nội lực. Chỉ cần hiểu rõ được quyền pháp này, quy lực sẽ vô tận.
Khâu đạo trưởng. Quân bảo. Quân bảo. Quân bảo. Quỳnh mau đi đi, ở đây có bẫy đó, Quỳnh mau đi đi. Muội là Thanh Thanh. Quỳnh không nhận ra ta sao? Ta chính là Thanh Thanh, ta là Thanh Thanh đây. Thanh Thanh, cẩn thận. Quân bảo, Trương Quân bảo, không ngờ mạng của người lớn thiệt đó, vậy mà dám xông lên Thất Tinh lâu của ta. Chuyện ngươi không ngờ được vẫn còn nhiều lắm. Cho ngươi xem binh khí hình người của Liễu Sinh Gia bọn ta. Quân bảo, cẩn thận. Quân bảo. Quân bảo, dù hắn qua đây. Thanh Thanh, không sao chứ, Quân bảo. Thanh Thanh, có sao không? Quân bảo. Ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Quân. Thanh Thanh. Muội chịu khổ rồi. Thanh Thanh. Quân bảo, ta thật không ngờ công lực của ngươi lại thâm hậu tới như vậy. Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta mau đi đi. Thanh Thanh, đi.
Quân Bảo. Quân Bảo, ngươi buông ra. Thanh Thanh, ngươi mau đi đi, ngươi buông ra. Ngươi buông ra. Quân Bảo. Thanh Thanh. Thanh Thanh đi mau. Quỳnh không sao chứ? Cẩn thận đó. Quân Bảo, có sao không? Không sao. Hãy để cho bí mật này chôn vùi vĩnh viễn ở đây đi. Quân Bảo, chúng ta đi. Đi thôi. Yeah.